Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Công ty J&A, nhà nhập khẩu và phân phối thực phẩm Á Đông trên toàn nước Mỹ với các mặt hàng khô thương hiệu hai con ngựa. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, đây là một nỗ lực của không phải là người Hồi giáo ở các quốc gia Hồi giáo bao vây Do Thái, nhưng mà của các cộng đồng người Thiên Chúa giáo, đặc biệt là chính thống giáo ở tại Lebanon. Mối nguy hiểm lớn nhất hiện nay đó, thưa quý vị, ở Lebanon là có lực lượng chiến binh Hezbollah. Mà Hezbollah đó nghĩa ở biên giới Do Thái đó, là nghĩa là hai bên bắn đạn pháo qua lại ngay từ những ngày đầu khi Do Thái thực hiện vụ trả đũa Hamas tấn công người Do Thái. Và liên tục cả mấy tuần lễ nay đó là nó không có lớn lắm, nhưng mà súng cối nó cứ bay qua bay lại, rồi Hezbollah sống ở Lebanon này đang còn kêu gọi một cuộc thánh chiến nhằm tiêu diệt Do Thái nữa, mà Hezbollah lại được sự yểm trợ mạnh mẽ của Iran. Ngay cả Iran cũng có cộng đồng người Thiên Chúa giáo nhưng rất nhỏ, 1-2% thôi, và ở tại Lebanon cũng thế nữa, thì ít nhất những người theo Thiên Chúa giáo, những người Hồi giáo ôn hòa đó, họ có thể lãnh nhận những cái thông điệp của các giáo sĩ người Thiên Chúa giáo. Như quý vị nhìn thấy các hình ảnh của hãng thông tấn Reuters gửi đi, họ kêu gọi hòa bình, họ kêu gọi ngừng bắn, và họ nói ít nhất đó, là họ kêu gọi Hezbollah Lebanon đừng nhảy vào cuộc chiến này, mà hãy, bởi vì nội cái việc đừng nhảy vào cuộc chiến thôi cũng là một hành động hòa bình rồi, thay vì cứ tuyên chiến với Do Thái và làm bùng rộng lớn hơn. Và thực sự thưa quý vị, ngay bây giờ đó, những kẻ xấu đó, nó muốn làm gia tăng bùng nổ cái cuộc chiến này để khuấy động một cuộc chiến bài Do Thái, một điều mà các vị Thiên Chúa giáo hiện nay nói không nên làm, không nên có những hành động bài Do Thái, không nên có hành động bài người Hồi giáo, bài người Palestine, bài Hamas. Tất cả những cái điểm đó chỉ làm khuấy động lên cái tình hình đầy khó khăn hiện nay, trong khi các giới chức từ châu Âu ngày hôm nay cũng thế nữa, và Liên Hiệp Quốc hiện nay vẫn tiếp tục áp lực phía Do Thái là ngừng bắn để hàng viện trợ có thể hỗ trợ cho người Palestine. Người Palestine bây giờ lại là người khốn khổ nhất trên thế giới lúc này. Họ đang yên ổn, thì đùng một cái Hamas mà họ không thể mà kiềm chế được những cái hành vi của những cái kẻ mà tàn ác ở bên trong nội bộ của người Palestine, chỉ tìm cách tiêu diệt người Do Thái mà thôi. Và vẫn trong phần tin quốc tế thì thưa quý vị, một công ty hàng hải của Hoa Kỳ hiện nay vừa chính thức nộp đơn kiện chính quyền Colombia vì tranh chấp cái chuyện mà giống như là khi mà trục vớt được một cái con tàu hơn 300 năm tuổi này, thì những cái cổ vật ở trên tàu trị giá bây giờ họ nói là có thể lên đến 20 tỷ là sẽ thuộc về cái công ty của Hoa Kỳ này hay là chính quyền Colombia. Thì thưa quý vị, đây là hình ảnh con tàu tên là San Jose của Tây Ban Nha. Cái con tàu này đó vào năm 1708, khi đó
với 600 thành viên thủy thủ đoàn đã bị trong một cái cuộc chiến Spanish Succession với lại hải quân của Anh quốc đó, bị hải quân Anh quốc đánh chìm ở cái vùng biển Caribbean và độ sâu là khoảng 2.000 feet thưa quý vị. Và kể từ khi mà bị chìm đó thì nó trở thành một cái nỗi ám ảnh của những người mà truy tìm kho báu và kể cả những cái sử gia nữa, bởi vì khi mà chìm xong rồi đó, suốt hơn 300 năm qua họ đi tìm mà họ không tìm được cái vị trí nơi mà con tàu chìm. Tại vì lúc mà bị đánh đắm đó, con tàu được nghi là mang rất nhiều báu vật, vừa những cái đồng tiền vàng bạc, rồi kể cả giống như là châu báu ngọc quý lận. Lúc ban đầu đó thì họ ước lượng là có khoảng 5 tỷ thôi, nhưng mà sau nhiều năm trời tìm được những cái mảnh vụn vân vân với lại những cái dữ liệu từ các sử gia thì họ bây giờ họ nghĩ là số lượng mà giống như là những cái đồng vàng ở trên tàu đó nó có thể lên đến 20 tỷ lận thưa quý vị. Thì vào năm 1981, một cái công ty của Hoa Kỳ tên là Glockamora thưa quý vị, đây là một cái công ty chuyên đi trục vớt những cái con tàu cổ mà bị đắm, rồi giống như là họ sẽ bán lại hay là sao đó để mà họ lấy tiền. Thì vào năm 81, cái công ty này đó họ đã liên lạc với phía chính quyền Colombia, họ nói là họ đã tìm được cái nơi chính xác mà con tàu bị đắm, và họ nói là họ có đưa cái tọa độ, và họ khi mà đưa như vậy đó, đương nhiên họ nói là họ đã có thỏa thuận với lại ông tổng thống của Colombia khi đó, là theo như cái hiệp ước với lại hiệp ước trao đổi giữa Hoa Kỳ với Colombia gọi là US-Colombia Trade Promotion Agreement đó, là khi mà họ đưa như vậy thì cả hai cùng nhau trục vớt lên, và sau đó tất cả những gì giống như là quý giá của con tàu khi mà bán thì sẽ chia đôi. Lúc đó cái ước lượng là 20 tỷ thì công ty này họ nói là họ sẽ lấy 10 tỷ. Tuy nhiên năm 81 họ nói là họ đưa, và đương nhiên họ có cái văn bản. Thế nhưng đến không biết lý do vì sao mà suốt 34 năm sau, đến năm 2015 luôn đó, là phía chính quyền Colombia với cả cái công ty này cũng không có trục vớt lên. Bây giờ thì cái công ty này đã đổi tên rồi thưa quý vị. Bây giờ họ gọi họ là Sea Search Armada. Họ nói là phía Colombia liên tục trì hoãn cái việc trục vớt, và cứ trì hoãn như vậy suốt 34 năm. Cuối cùng thì Colombia lại nói là họ đi theo cái tọa độ mà công ty này đưa, không tìm được gì cả. Và sau đó hải quân của Colombia mới tìm được một cái nơi khác, mới đúng là nơi con tàu bị đắm. Cho nên chính vì vậy bây giờ họ không chịu cái thỏa thuận vào năm 81 của ông tổng thống cũ với lại cái công ty này. Thì bây giờ phía cái công ty này họ đã chính thức nộp đơn kiện, tại vì họ nói là họ đưa chính xác nhưng mà để lâu quá thì có thể là giống như những cái mảnh vỡ nó bị sóng ngầm nó đánh trôi đi đó thưa quý vị. Cho nên là phía Colombia giống như là vẫn dễ dàng tìm ra được, nhưng bây giờ họ chỉ muốn ăn trọn hết 20 tỷ này, không muốn chia chác cho cái công ty. Thì họ đã nộp đơn kiện yêu cầu phía tòa án quốc tế không cho hải quân của Colombia trục vớt một mình, bởi vì họ nói là họ có công trong này, họ phải đòi cho được, một là cùng trục vớt để mà bán ra rồi chia chắc, hai là Colombia đưa cho họ 10 tỷ thì họ không tham gia vào cái việc trục vớt. Nhưng mà thưa quý vị, buổi tối lực lượng Colombia đã âm thầm trong thời gian qua nạo vét không còn một cái gì của cái chiếc tàu này nữa hết. Cho nên nói gì thì nói, Colombia nói tôi chưa có làm gì hết, nhưng mà thực sự buổi tối đâu có ai biết được. Để cho thấy rằng là đến ngày hôm nay vẫn có những người họ bỏ cả cuộc đời của họ ra để đi tìm những kho tàng dưới đáy biển, và vẫn còn rất nhiều. Vấn đề chính ở đây, ở cái độ biển sâu đó, cái việc trục vớt, chưa kể vấn đề pháp lý tranh chấp giữa các quốc gia đôi bên. Lúc trước đó là thuộc quyền, thuộc địa của Anh, thuộc địa của Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Nhưng bây giờ là toàn bộ thuộc về vùng Nam Mỹ, Ấn Độ, vân vân. Thì đó là vấn đề kho tàng dưới đáy biển. Những giây phút còn lại của chương trình, thưa quý vị, cựu Tổng thống Trump sẽ ra ngồi ở ghế nhân chứng ngay trong lúc này. Tin tức lúc này ở tại New York là đã sau 11 giờ rồi.
thì ông Trump đang, cái điều khó đối với giới làm truyền thông đó là họ không có được hình ảnh trực tiếp từ phiên tòa, chỉ nghe kể lại, rồi có một người họa sĩ vẽ lại hình ảnh của ông Trump ngồi trên bục nhân chứng. Bà công tố viên kêu gọi tòa và tòa đồng ý để đưa ông Trump ra làm nhân chứng hôm nay, tiếp tục chất vấn ông về những gì ông biết. Và điểm đáng chú ý ở đây đó, thưa quý vị, ông Trump làm nhân chứng để làm gì? Để cho thấy rằng ông Trump là người gọi là lãnh đạo và ra lệnh. Điểm mà bên phía công tố viên muốn chứng minh với tòa, quan tòa đã không có bồi thẩm đoàn ở đây, để mà 100% cho thấy là cái việc mà lừa đảo hồ sơ thuế, sai giá trị tài sản, thí dụ như ở Mar-a-Lago trị giá có 20 mấy triệu, khoảng một vài chục năm trước, ông Trump nó nhấc lên đến cả 100 triệu Mỹ kim. Vấn đề chính đó là bên phía luật sư của ông Trump biện minh trong thời gian qua là như thế này: tất cả là đổ lỗi cho người kế toán viên ông Trump và hai người con của ông, trong đó có Eric và Donald Trump Jr. hoàn toàn cáo buộc, họ nói không biết gì hết. Tất cả giấy tờ sổ sách là họ giao cho người kế toán và nhiệm vụ của họ là như thế. Nhưng mà phe công tố viên lại nói khác. Họ nói rằng nếu không có lệnh của ông Trump, và đó là lý do tại sao đưa ông Trump làm nhân chứng, nếu không có lệnh tuyên bố chính thức của ông Trump để sửa đổi hồ sơ, kế toán viên không làm. Và đó là lý do mà ông kế toán trưởng của Trump Organization đã có hai tập, và thường chúng ta thấy có cái sự gian lận. Một tập là số thật, một tập là số giả để khai với sở thuế và mượn nợ. Còn cái tập thật này để xem thực sự đó là Trump Organization làm ăn thua lỗ như thế nào. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Ngày hôm nay thì anh Anthony bận việc không lên để gửi đến quý vị tin tức tài chính được. Mời quý vị vào trong trang nhà luocsaigontv.com, và nếu vào YouTube mong quý vị một nhấn một nút like và subscribe quý vị nhé. Kính chúc quý vị đầu tuần làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.